Hiếu Minh Audio xin kính chào toàn thể các bác và anh em đam mê âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay thì em Hải rất là vui khi lại tiếp tục gặp lại các bác trong một clip. Em sẽ trân trọng giới thiệu và quảng bá tới các bác một bộ dàn combo karaoke mà cực kỳ hay và chất lượng các bạn. Thì bộ dàn combo karaoke ngày hôm nay em lên là một cấu hình có tổng trị giá là 120 triệu đồng. Một bộ dàn rất là hay và cao cấp, dàn VIP gồm những sản phẩm của những thương hiệu top 5 thế giới, đó chính là những thương hiệu như Nexo này, Koda. Và bộ dàn thì em lấy bộ dàn chính hãng của thương hiệu Debiotic, sự kết hợp của 3 thương hiệu, trong đó thì có 2 thương hiệu là nằm trong top 5 của thế giới là Nexo và Koda. Thì tổng combo karaoke ngày hôm nay có trị giá là 120 triệu đồng, gồm một cặp loa Nexo PS10R2 Bass 25 trị giá là 55 triệu đồng. Đây là cặp loa bãi kia, cặp loa bãi đẹp 99%. Mới cặp loa này của Nexo này là có trị giá là 110 triệu đồng và bãi thì rẻ hơn rất là nhiều. Và em cam kết với các bác và anh em, cặp loa này là hàng zin xịn 100%, chưa sửa chữa chút nào. Và bên ngoài của nó cũng rất là đẹp, về bên ngoài rất đẹp các bạn, đẹp cực kỳ luôn. Nếu mua hàng mới thì các bác dùng 1-2 tháng thôi cũng sẽ bằng, với ngoại hình cũng sẽ bằng với cặp loa này. Mà cặp loa bãi Việt Nam sẽ rẻ hơn được một nửa, hơn một nửa. Và tiếp theo là một chiếc đẩy 4 kênh DB4.25 của thương hiệu Debiotic trị giá là 19 triệu 500 ngàn. Một chiếc vang số DBS800 Plus để xử lý tiếng mic trị giá 8 triệu 600 ngàn. Và bộ mic cao cấp của Debiotic 750 Plus trị giá là 7 triệu 900. Và một controller là đi kèm với cặp loa Nexo PS10 này, đó chính là controller Nexo controller cơ này, đó, trị giá là 8 triệu đồng. Và một quả súp hơi Bass 40 model là Koda G15 trị giá 21 triệu đồng. Và tổng combo karaoke trị giá 120 triệu đồng này thì sẽ được tặng một phần quà kèm theo tại Hiếu Minh Audio, đó chính là một chiếc quản lý nguồn DBSP10 Plus trị giá là 2 triệu 900 ngàn, một bộ pin sạc 4 pin trị giá 305 ngàn, và tặng đầy đủ phụ kiện dây rắc, toàn là những dây đảm bảo là dây tốt coi nhá. Và dây loa đi kèm em sẽ đấu là dây loa của phòng hát luôn đấy, dây loa có 3 lõi 6 lõi của phòng hát luôn coi nhá. Và em sẽ miễn phí lắp đặt tại gia, tại nhà. Thì bây giờ em sẽ quay từng sản phẩm để các bác để xem mẫu mã này. Đầu tiên là cặp loa Nexo PS10R2. Đấy, các bác có thể thấy đây, không phải chỉ miệng nói đâu, mà thực tế cặp loa này thì đẹp đến 99% các bạn. Nếu các bác mua mà hàng mới là 110 triệu đồng về, mà các bác dùng khoảng vài tháng thôi là cũng sẽ như cặp này thôi. Thì tội gì các bác không mua những cặp loa hàng bãi này. Mà Hiếu Minh Audio là một cơ sở mà bán rất nhiều hàng bãi từ rất lâu rồi, kinh nghiệm bên em xem hàng rất là chuẩn. Và cặp loa Nexo này bên em sẽ cam kết hàng zin xịn các bác anh em nhé. Và đây là thiết bị bộ dàn này, đẩy DB4.25 Plus, vang số DBS800 Plus, controller Nexo này, controller này rất đẹp. Và mic DB750 Plus và một chiếc quản lý nguồn, vì em tặng thì các bác và anh em mua bộ dàn cao cấp này là tặng chiếc quản lý nguồn cao cấp luôn các bác nhé, cao cấp luôn đấy, cảm ơn nguồn mà đầy đủ tính năng rồi, còn là đây là quản lý nguồn số nữa, DBSP10 Plus. Và chiếc súp thương hiệu thế giới, thương hiệu Koda G15 Bass 40 súp này. Và bộ dàn combo karaoke này thì cho các bác và anh em có thể phối ghép trong không gian
từ 15 mét vuông cho tới là 40-45 mét vuông các bác nhá. Bởi vì đây là đều là những cặp loa hay là những súp là công suất rất là cao và độ phủ của nó rất là lớn, cho nên là đánh cả không gian nhỏ hay là không gian lớn 40-45 mét vuông thoải mái chỉ với một cặp loa thôi. Các bác có thể sử dụng trong không gian 40 mét thoải mái rồi. Một bộ dàn là tổng trị giá 120 triệu đồng, một bộ dàn cao cấp. Và bây giờ thì em sẽ đi vào test thử chất âm cùng các bác trải nghiệm chất âm của bộ dàn 120 triệu thương hiệu Nexo, Koda và Devotech này nhé. Xin mời các bác cùng theo dõi. Thank you.
giấc mơ xưa giờ này còn đâu em nữa. Ok, à, và các bác có thể thấy là tiếng mic rất là hay đúng không ạ? À, vâng, em xin phép để phỏng vấn em Hùng một chút. Vâng. Em có cảm nhận như thế nào mà hát qua một bộ dàn có tổng trị giá là 120 triệu cũng như là cặp loa Nexo này, có cảm nhận như thế nào về chất của nó? Em cảm nhận về cặp loa này, tiếng rất dày, sáng, sạch và không có một tạp chất nào luôn các bạn ạ. Vâng, đấy, một đây, một đôi lời chia sẻ của em Hùng, một gọi là kỹ thuật rất là tốt và có một đôi tai thẩm mông cực kỳ tốt và chất giọng cũng cực kỳ hay. Thì các bác có nhu cầu về bộ dàn combo karaoke trị giá 120 triệu này cũng như là về các sản phẩm âm thanh của Hiếu Minh Audio, xin liên hệ qua Hiếu Minh với các số điện thoại online. Cơ sở ngoài Bắc thì có số hotline là 0919182233 và 0869972. Cơ sở miền Nam có số hotline là 0982352313 và hiện tại thì bên em đang có 2 chi nhánh bán lẻ. Ngoài Bắc có trụ sở tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Trong miền Nam có trụ sở tại 48B Cư Xá, Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, nằm trên quốc lộ 22 và cách bến xe Sương khoảng 500 đến 700m. Và Hiếu Minh Auto có giao hàng toàn quốc, có hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng từ xa, có hỗ trợ trả góp tại cửa hàng bằng thẻ căn cước hoặc là bằng lái xe. Và ok, và bây giờ thì em cũng xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.